Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Si ái triền miên. Sự tai hại nhất trên đời là ái tình sâu đậm. Việc cao thượng nhất là tu đạo thanh tịnh. Quý vị xem gốc cây này gồm có hai nhánh, song đôi hợp thành một, nhánh trên, nhánh dưới kết hợp với nhau. Quý vị biết đó là gì không? Đây là do vô lượng kiếp về trước có một đôi nam nữ thương yêu nhau rất sâu đậm. Hai người đó phát nguyện rằng, tại thiên nguyện tác tỷ dực điều, tại địa nguyện vị liên lý chi. Nghĩa là nếu sinh lên trời thì làm đôi uyên ương, hai cánh liền nhau. Nếu sinh dưới đất thì nguyện làm gốc cây liền cảnh. Đôi nam nữ này rất chung tình nên kết làm vợ chồng. Cả hai người có một sở thích giống nhau, đó là ham tiền. Người đàn ông thì thí mạng để kiếm tiền, người đàn bà thì thích phung phí tiền, cho nên có qua có lại hết sức hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, bởi vì yêu nhau quá đậm đà nên tạo ra tội nghiệp cũng hết sức sâu dày. Đời đời kiếp kiếp sinh ra trầm luân đọa lạc vào đường súc sanh, trở thành ngạ quỷ, cuối cùng đọa địa ngục. Đến nay đôi vợ chồng này biến thành thảo mộc. Gốc cây này đáng lẽ gồm có hai nhánh, nhưng nó lại sinh trưởng cùng một chỗ, nên mãi mãi ràng buộc với nhau không xa lìa. Quý vị thấy không, nhánh bên trái bao quanh lấy nhánh bên phải cũng nhào sang ôm lấy nhánh bên trái, giống như đàn ông đàn bà hai người ôm nhau vậy. Đó mới thấy rằng đôi nam nữ này tập khí ái tình si mê, hạ liệt bao kiếp rất sâu đậm. Ngày nay chúng thành loại thảo mộc mà cũng không bỏ được lòng si ái đó. Ở giữa hai gốc cây này có một cục đá mà hai người này quý như châu báu. Cục đá đó là gì? Nguyên lai nó là chương mục ngân hàng của hai vị đó trong tiền kiếp. Mấy năm trước, có lần chúng tôi vào thành thuyết pháp, khi đi ngang qua bờ sông thấy gốc cây này, liền nhặt đem về. Quý vị nhìn xem, đầu gốc cây này bị chặt đứt, rễ cũng bị chặt mất luôn, lộ ra hai nhánh rất khô cằn. Song hai nhánh cây này vẫn triền miên ôm chặt lấy nhau, quý vị không thấy đó đáng thương xót sao? Như vậy đủ thấy rằng tình yêu càng sâu đậm thì càng nguy hiểm. Đây không phải là chuyện nói chơi nói giỡn đâu. Có người trong bụng nghĩ rằng, thầy ơi, thầy nói pháp này tôi không thể tin được, bởi vì nó không có chứng minh, không hợp lý. Đại khái thầy muốn dọa con nít nói lời chiêm bao thôi. Tin hay không là do quý vị, tôi không có cách nào làm quý vị tin được, bởi vì đây là pháp rất khó nói khó thuyết. Người đam mê luyến ái thì dù mình có nói cách nào đi nữa, họ vẫn không thức tỉnh, không chấp nhận được. Sự tai hại nhất trên đời là ái tình sâu đậm. Việc cao thượng nhất là tu đạo thanh tịnh. Không phải người ta không biết lý ấy, biết nhưng cố phạm, là vì chẳng cách gì dứt bỏ thói quen đã làm trong nhiều kiếp trước. Tục ngữ Trung Hoa có câu rằng, khi tay đã cầm cây củi khô rồi, thì y khó chịu bỏ ra để đổi lấy cành hoa. Đó là muốn ví dụ những người luôn luôn chấp trước vào tình yêu. Nếu mình nói với họ rằng hãy bỏ đi những thứ luyến ái đó để tu đạo là điều quý hơn, chắc chắn họ sẽ cố chấp không muốn quay đầu lại. Rằng, thiên vũ tuy khoan, nan nhận vô căn chi thảo, Phật môn tuy quảng, nan độ bất tín chi nhân. Nghĩa là, trời mưa dưới nước khắp nơi, sông khó tươi nhuận, cây cỏ không gốc, cửa Phật tuy rộng thanh thang mà vẫn khó độ kẻ chẳng lòng tin. Tôi đã bảo tồn gốc cây này lâu năm rồi, có nhiều người tôi không muốn cho họ thấy, bởi vì có nói pháp này cho họ, họ cũng chẳng tin. Tôi phải chờ cho thời điểm chín mùi rồi tôi mới nói. Ngày 24 tháng 10, quý vị từ khắp nơi xa xôi đến đây để chiều bái, tôi đem gốc cây này ra vạn Phật điện. Tuy nhiên, cho đến 3 tuần sau tôi mới nói, là vì nếu không nói thì e rằng chẳng có thời gian nữa. Nên bất kể là quý vị có tin hay không, tôi cứ kể nhân duyên của gốc cây này cho quý vị nghe. Hòa Thượng Tuyên Hóa, giảng ngày 12 tháng 11 năm 1982, tại Vạn Phật Thánh Thành. Ha ha ha,